Phim khủng long luôn có một sức hút mãnh liệt với cả người lớn và trẻ nhỏ, nhờ những cảnh phim sử dụng kỹ xảo đẹp mắt và chân thực. Đây luôn là thể loại phim yêu thích của những người ưa thích thể loại khám phá, phiêu lưu và muốn hòa mình vào những câu chuyện về loài sinh vật bí ẩn đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Nhưng không phải bộ phim nào cũng hay. Trong hàng hà sa số phim chủ đề khủng long vài chục năm qua, thì không thiếu những bộ phim tệ, có cả phim lọt vào đề cử mâm sao vàng. Trong video ngày hôm nay, Ultraxe chúng mình sẽ cùng các bạn điểm qua 5 bộ phim hay nhất và tệ nhất về chủ đề khủng long hoặc có liên quan đến khủng long nhé. Các bạn lưu ý, đây là ý kiến cá nhân của chúng mình và nó không đúng với nhiều người. Và cái tệ ở đây không chỉ riêng về nội dung mà còn về phần hình ảnh, doanh thu và những câu chuyện bên lề nữa. Nên nếu có thông tin gì cần đính chính, các bạn cứ bình luận chia sẻ bên dưới. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultraxe, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Phần đầu tiên, chúng ta hãy đến với các bộ phim hay trước cho nó bút tinh thần lên, trước khi đón nhận 5 bộ phim tệ về mọi mặt từ doanh thu, nội dung đến tính logic cho nó chất. Sẵn sàng chưa các bạn? Bắt đầu nghe tôi nào! Số 1. Jurassic Park năm 1993. Jurassic Park là phim điện ảnh phiêu lưu khoa học viễn tưởng của Mỹ năm 1993 do Steven Spielberg đạo diễn. Đây là phần phim đầu tiên của thương hiệu điện ảnh công viên kỳ Jura. Phim lấy bối cảnh tại hòn đảo giả tưởng Isla Nublar nằm ở vùng ven biển Thái Bình Dương, nơi mà nhà triệu phú John Hammond và một nhóm các nhà di truyền học đã tạo ra một công viên hoang dã gồm nhiều chủng loại khủng long được dòng hóa. Khi hệ thống an ninh và năng lượng của công viên bị vô hiệu hóa, một nhóm những khách tham quan công viên đã phải tìm cách sinh tồn và trốn thoát khỏi hòn đảo nguy hiểm này. Sau đó thì các phần phim khác được công chiếu ở những năm sau đó thì đã có những tranh luận về việc liệu Jurassic Park năm 1993 có nhiều điều hay và đặc biệt ấn tượng hơn hay liệu phần tiếp theo trong loạt phim Jurassic Park The Lost World và Jurassic Park 3 có cốt truyện gắn kết hơn hay không. Nhưng sự thật vẫn là Jurassic Park năm 1993. Bộ phim đã thực hiện rất tốt lời hứa cho chúng ta thấy những con khủng long, chúng ta thấy chúng sớm và thường xuyên hơn, và chúng thực sự là một thành tựu của nghệ thuật vào thời điểm đó. Với một trong những phân cảnh biểu tượng này, đó là một con khủng long nặng hàng chục tấn như Brachiosaurus, hay cốc nước rung lên báo hiệu một con khủng long bạo chúa T-Rex đối khác đang tiến tới, và con Velociraptor cực kỳ xảo quyệt đang xoay tay nắm cửa. Jurassic Park năm 1993 được đánh giá là một làn gió mới cho những bộ phim quái vật lặp đi lặp lại mệt mỏi đối với khán giả điện ảnh của những năm 1990. Nói không quá thì phần phim này đã trở nên kinh điển. Steven Spielberg đã tạo ra một bộ phim tuyệt vời vào năm 1993 và vẫn giữ được tiêu chuẩn cho đến ngày nay. Số 2. King Kong năm 2005. Vì sao mình đưa bộ phim vào danh sách này? Vì nó có một đoạn combat của khủng long. Đơn giản như thế thôi. King Kong là một bộ phim khoa học viễn tưởng vào năm 2005 của Mỹ do đạo diễn Kim biên kịch và nhà sản xuất Peter Jackson thực hiện, làm lại từ bộ phim gốc cùng tên năm 1933. Kịch bản gốc dựa trên ý tưởng của Marion Cooper và Edgar Wickley. King Kong có sự tham gia của Naomi Watts, Jack Black và Adrian Brody vào 3 vai chính trong phim, đồng thời trong các cảnh quay hành động kỹ xảo, Andy Serkis vào vai khí độc khổng lồ công. Đặt vào giữa bản làm lại King Kong năm 2005 của Peter Jackson là cảnh hành động của khủng long táo bạo nhất từng được quay, bắt đầu bằng vụ giẫm đạp của Apatosaurus và kết thúc bằng cuộc đấu tay đôi giữa Kong và ba con T-Rex đáng sợ. À, còn có một phát là Venatosaurus là một chi khủng long chân thú không tồn tại ở thế giới thật và chỉ được sáng tạo thêm trong bộ phim. Bạn có thể mở TV lên hay là PC có kết nối Internet để xem lại ngay phim này để thấy nó hay như thế nào nhé. Số 3. Godzilla vua quái vật năm 1956. Đến đây sẽ có một số bạn tranh luận về việc liệu Godzilla có phải là một con khủng long trong phim chính hay liệu chỉ là một con quái vật nhiễm phóng xạ hơn về mặt bề ngoài hay giống khủng long. Nếu có bất kỳ manh mối nào thì phiên bản tiếng Nhật của cái tên Gojira là sự kết hợp của Gorira nghĩa là khí độc và Kujira có nghĩa là cá voi. Nhưng không thể phủ nhận tác động của bộ phim năm 1956 này. Nó nói lên nỗi sợ hãi của một quốc gia mà một thập kỷ trước còn trải qua sự tàn phá hạt nhân ở hai thành phố. Phần lớn sức hấp dẫn của Godzilla nguyên bản này nằm ở hiệu ứng đặc biệt kinh phí thấp. Có một phát cho ai chưa biết là Godzilla là do một diễn viên mặc bộ đồ cao su thủ vai và lồng tiếng Anh, người Canada tên là Brayman Burr. Việc này là vì để hợp khẩu vị hơn đối với khán giả phương Tây. Số 4. Thung lũng Quang Di năm 1969.
Thung lũng Quang-ri là một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ sản xuất vào năm 1969 do Charles Knier và Ray Harryhausen sản xuất. Jim O'Connelly đạo diễn và William Bach viết kịch bản. Harryhausen đã kế thừa dự án phim từ người cố vấn Willis O'Brien, người đã chịu trách nhiệm về hiệu ứng trong bản gốc King Kong năm 1933. O'Brien đã lên kế hoạch thực hiện thung lũng Quang-ri từ nhiều thập kỷ trước, nhưng đã qua đời vào năm 1962 trước khi nó được thực hiện. Nhà sản xuất Charles Knier gọi đây có lẽ là bộ phim ít nhất mà tôi và Harryhausen đã làm cùng nhau. Mặc dù thung lũng Quang-ri không nổi tiếng như những bộ phim khác của Harryhausen, nhưng bối cảnh độc đáo của nó ở miền Tây nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20 và các nhân vật gốc Tây Ban Nha đã khiến bộ phim này trở nên khác biệt so với các phim hành động cùng thời. Và cũng chính Quang-ri, một con khủng long Allosaurus hung hãn, rất đáng sợ chiến đấu với một con Styracosaurus trưởng thành, và một cảnh ở cuối khiến nó phải đối mặt với một con voi trong rạp xiếc. Thêm sự xuất hiện của sinh vật thời tiền sử khác, đó là Ornithomimus và một con Pterodactyla. Nói đến đây thì mình thấy bộ phim thung lũng Quang-ri khá đáng xem, nên các bạn có thể thử trải nghiệm nhé. Số 5, Gogo năm 1961. Gogo là một bộ phim khoa học viễn tưởng về quái vật của Anh năm 1961 do Eugene Laurier đạo diễn với sự tham gia của Bill Travers và William Sylvester. Câu chuyện kể về thuyền trưởng của một con tàu và đội lặn ngọc trai của ông cùng với những ngư dân khác trên một hòn đảo và một cậu bé mồ côi phát hiện và bắt giữ một sinh vật biển lưỡng cư khổng lồ và đưa nó đến London để triển lãm công cộng. Điều này dẫn đến việc sinh vật mẹ to lớn hơn nhiều của sinh vật này đã xâm chiếm London để tìm kiếm con cái của mình, gây ra sự tàn phá thảm khốc trên toàn thành phố. Nói đúng ra thì Gogo là một bộ phim không đồng đều về phần kỹ xảo, có phần lộn xộn và cốt truyện được cho là bắt nguồn từ King Kong, trong đó có một con khủng long khổng lồ cùng tên bị bắt và trưng bày trong rạp xiếc. Nhưng tất cả những điều đó đã được bù đắp bằng cái kết đáng nhớ của bộ phim này, trong đó Gogo hóa ra chỉ đơn thuần là bị những kẻ bắt giữ phải đối phó với người mẹ cao gần 70 mét đang giận dữ của nó. Nhưng cuối cùng thì bộ phim này lại có cái kết tuyệt vời khi Gogo có một kết thúc có hậu. Khi đó hai mẹ con quay trở lại biển cạnh nhau, bất chấp loạt đạn tên lửa hướng về phía chúng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với 5 bộ phim tệ khá nhiều mặt. Mong là đến đây các bạn vẫn còn xem video chứ chưa rời đi. Ở lại cùng Bộ Trôi Xa để tìm hiểu tại sao bộ phim này được đánh giá là tệ nhé. Số 1, Theodorex năm 1996. Nói qua về thông tin phim thì Theodorex, còn được gọi là T-Rex, là một bộ phim hài khoa học viễn tưởng của Puddicup. Giải thích dễ hiểu thì Puddicup là một thể loại phim và truyền hình có cốt truyện liên quan đến hai người có tính cách khác nhau và xung đột nhau, buộc phải làm việc cùng nhau. Khái quát cốt truyện thì là trong một xã hội tương lai thay thế, nơi con người và khủng long được nhân cách hóa để cùng tồn tại. Một thám tử cảnh sát tên là Katie Conchani đã được ghép đôi với một con khủng long Tyrannosaurus được nhân cách hóa tên là Theodorex để tìm ra kẻ giết khủng long và các loài động vật thời tiền sử khác dẫn đầu chúng. Đến một tỷ phú tàn nhẫn có ý định giết chết loài người bằng cách tạo ra một kỹ băng hà mới. Bộ phim này được Jonathan Bittuel viết kịch bản và đạo diễn với sự tham gia của Whoopi Goldberg vào năm 1996. Mặc dù ban đầu dự định ra rạp, nhưng bộ phim này đã chuyển sang thành phim truyền hình và do đó trở thành bộ phim chiếu rạp chuyển sang truyền hình đắt giá nhất từng được thực hiện tại thời điểm phát hành với kinh phí hơn 30 triệu đô la Mỹ. Trước khi sản xuất, Goldberg đã cố gắng rút lui khỏi bộ phim và sau đó nhanh chóng xem xét lại khi bị đòi kiện 20 triệu đô la Mỹ. Sau đó cô ấy đã ghi lại rằng: "Đừng hỏi tôi tại sao tôi làm như vậy, tôi không muốn." Buổi chiếu trước của Theodorex thảm hại đến mức đạt chiếu phim New Line đã phải loại bỏ suất chiếu của bộ phim này trên rạp và chuyển sang làm phim truyền hình. Số 2, Working with Dinosaurs 3D năm 2013. Working with Dinosaurs là một bộ phim về khủng long lấy bối cảnh vào kỷ phấn trắng muộn 70 triệu năm trước. Trong phim, chú khủng long yếu thế tên là Petri nó phải tìm lại lòng can đảm để trở thành thủ lĩnh đàn của mình, cũng như trở thành một người hùng của mọi thời đại. Khi lần đầu tiên biết đến bộ phim Working with Dinosaurs, rất nhiều người hâm mộ đã rất quan tâm đến đó, vì cuối cùng đã có một mô tả kiểu phim tài liệu, mô phỏng thực tế về cuộc sống trong kỷ nguyên Mesozoic thực sự diễn ra như thế nào. Nhưng, các nhà sản xuất đã chuồn bước vào phút cuối và không ngừng dân hóa Working with Dinosaurs bằng giọng lồng tiếng cho một cô gái và chàng trai dễ thương, những nét vẽ không rõ ràng về mặt khoa học, và lúc đó đã có rất nhiều người đặt ra một câu hỏi: có phải muốn Bachirinosaurus là một cái gì đó hay không mà vẽ nó thành màu hồng vậy? Và không kém phần quan trọng đó là nhiều người đánh giá bộ phim này có một cốt truyện khá khó hiểu khi đưa một đàn Gorgosaurus đối khác vào vai những kẻ độc ác và Betty cùng những người bạn Ceratopsians là những nạn nhân vô tội nhưng lại may mắn. Số 3, Whaleback
ở Dinosaur's Story năm 1993. We're Back ở Dinosaur's Story là một bộ phim hoạt hình hài phiêu lưu năm 1993, được chép bút bởi nhà biên kịch John Patrick Stanley, dựa trên cuốn sách cùng tên dành cho trẻ em Hudson Town Board năm 1987, được phát hành cùng năm với công viên Kijura. We're Back là một mớ hỗn độn tồi tệ của đại chúng sinh. Phim kể câu chuyện về ba con khủng long và một con thằn lằn ba du hành đến thời hiện đại và trở nên thông minh và ăn loại ngu cốc hạt não do nhà khoa học Captain Dewey phát minh và sau đó được vận chuyển đến thành phố New York đương đại. Các chấn bê đồ của We Are Back không chỉ được vẽ và lồng tiếng một cách khó chịu, một cốt truyện được một số nhà phê bình như Robert Butler gọi đó là phức tạp và hời hợt. Nhà văn Eleanor O'Sullivan nhận thấy có những đoạn hồi tưởng là vô nghĩa và đáng ghét và còn rất nhiều lời chê hơn lời khen khác, như bộ phim này bị coi là sáo rỗng, thuyết giáo và thiếu nguyên bản, và sau đó là một số bài hát về điệu nhảy thì phải gọi là mình cũng không biết gọi là gì. Vì nghĩ lại thì chúng ta thậm chí không thảo luận về một số bài hát về điệu nhảy, nhưng suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một bộ phim hoạt hình, nên nói về tính logic thì không thể có được rồi. Số 4, Tammy and the T-Rex năm 1994. Điều gì xảy ra với con người và những người bạn đồng hành của khủng long? Một vài năm trước khi Theodorex mình nói ở trên được ra đời, thì thế giới đã chứng kiến Tammy and the T-Rex. Đây là một bộ phim hài khoa học viễn tưởng của Mỹ năm 1993 do Stewart Raffield đạo diễn và Kim Luân kịch bản cùng Gary Brockett. Xoay quanh một học sinh trung học tên Tammy do D.D.C. Richard thủ vai và người bạn trai Michael đã được ký não và cơ thể của một con robot T-Rex bởi một người máy, được cấp phép bởi một nhà khoa học điên do Terry Kisser thủ vai, người đã nổi tiếng vài năm trước đó do Weekend at Bernie's. Nghe hoàn cảnh nó tự tựa như Robocop ấy nhờ. Đã có một số nhà phê bình cho rằng đây không hẳn là một bộ phim hài, không hẳn là một bộ phim hành động và cũng méo phải là một vở kịch. Lý do là trong bộ phim này có một bài hát nhưng nghe nó kinh khủng vượt cờ lờ. Kết lại thì Tammy and the T-Rex đã trở thành một bộ phim hài nhảm và có biệt danh là Best Movie Night trên toàn quốc. Số 5, Godzilla năm 1998. Godzilla là một bộ phim quái vật của Mỹ năm 1998 do Roland Emmerich đạo diễn và đồng biên kịch. Và tôi cũng có một mẫu truyện ngắn lượm được trên mạng như này. Này, chúng ta hãy chi 100 triệu đô la cho các hiệu ứng đặc biệt và mời Matthew Broderick đóng vai người hùng. Chà, tôi nhẹ nhàng làm bạn thất vọng. Matthew Broderick không phải là Russell Crowe. Anh ta thậm chí còn không phải là Shia LaBeouf. Và Godzilla là một phiên bản khởi động lại của loạt phim Godzilla của Toho. Đây là bộ phim thứ 23 trong loạt phim và là bộ phim Godzilla đầu tiên được sản xuất hoàn toàn bởi một hãng phim Hollywood, với tất cả sự chú ý của CGI xa hoa dành cho làn da bò sát lấp lánh và mọi thứ đông lại là không có gì đặc biệt để xem tiếp hay xem lại. Phim này cũng là ứng cử viên hàng đầu cho giải Mâm Sôi Vàng vào năm 1998, nơi được đề cử cho phim tệ nhất, đạo diễn tệ nhất và kịch bản tệ nhất. Godzilla năm 1998 kém hơn khá nhiều so với Godzilla năm 2014. Nó được đánh giá là một phần phim không mấy hay trong thiết kế bối cảnh và sinh vật. Rob Dean Nazian, để biết rõ hơn nó là gì, bạn có thể search từ khóa này mình để trên màn hình ở trên Google nhé. Vừa rồi mình và các bạn đã cùng đến với 5 bộ phim hay nhất và 5 bộ phim tệ nhất về chủ đề khủng long theo góc nhìn cá nhân của Wayne Jackson. Các bạn có ý kiến như thế nào cứ bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video đã hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Some kind of butter.